Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 3 tóc cần có kỹ thuật KHHN này. Còn 6 đô cho giá này các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click vào link mô tả dưới video mà ta đã start chatbot nha. Và các bạn bấm vào continue, các bạn nhập số mới lưu cấp sao vào được các bạn. 69 rồi, cái này trên ngồi gấp 6 quá. Nhưng vô đầu tiên các bạn zone gấp kinh seller nữa. Rồi bấm đắp lên các bạn, zone tiếp kênh seller, bắt đắp lại, follow Twitter và retweet bot nè. Trên Twitter nó các bạn theo dõi nha các bạn, cho ăn like nè, các bạn chỉnh chặn với tweet, các bạn tăng dần người bạn của mình vào, còn tweet lại, sau đó các bạn chạy dẫn bot nè, chạy liên, tập cần người. Rồi các bạn xôn được kính gấp xong xuống hết thì bạn bấm vào một submit tên bấm don chứ. Rồi cho nên chơi lời kiểm tra lại và bấm don luôn các bạn. Rồi tiếp tục còn điện lại username tại Twitter các bạn đã join lâu dán. Rồi trên người gấp 6 gõ gàng bấm don các bạn. Tiếp tục các bạn gọi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên chiếc wallet mình nè. Giá của BNB tăng lại các bạn gần 300 đô cho một token các bạn. Rồi bạn gọi support nha các bạn. Rồi các bạn việc lên ghép sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm token nha các bạn. Vì video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.